Rồi thì hôm nay mình sẽ dán tường nan ngăn của chú anh chị cho bạn. Đó. Thì này là tường mới luôn, mới tô. Cũng không biết là thợ tô có thẳng hay không. Thì mình sử dụng cái bàn này mình cũng mới chế rồi nè. Đây là mình sẽ test thử cho cô chú anh chị cho bạn xem như thế nào nha.